Hôm nay, công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại bệnh viện Quân y 17 ở thành phố Đà Nẵng, nơi shipper Lâm Anh Đạt đang điều trị để lấy lời khai. Anh Đạt vừa được mổ để cố định lại phần xương bị gãy sau khi bị vợ chồng người nhận hàng đánh và lực lượng công an cũng đang liên hệ với các bác sĩ điều trị để nắm thông tin về tình hình sức khỏe của anh Đạt sau khi mổ. Trước đó ngày 17 tháng 2 vừa qua, anh Đạt ghé nhà ông Trương Đình Nhạc ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi để giao đơn hàng là hai cây qua đổ quyền khi ông Nhạc không chịu nhận qua, anh Đạt gọi điện cho người bán hàng, thông báo sự việc và đưa điện thoại để ông Nhạc trao đổi trực tiếp. Do ông Nhạc không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển là 30.000 đồng, trả lại đơn hàng về cho người bán. Sau đó vợ chồng ông Nhạc đã đánh anh Đạt gãy hai tay. Đại tá Phan Văn Nhẫn, trưởng công an huyện Tư Nghĩa cho biết, khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật đối với anh Đạt, tùy theo mức độ sẽ xem xét xử lý.